Rồi hello tất cả các anh em. Hôm nay là thứ năm ngày 6 tháng 7 2023 thì em là kênh Hương Lan Rừng. Đây cảnh chiều rất đẹp nha anh em. Qua một con cầu khỉ giống miền Tây này. Đó, em rất thích cầu kiểu này luôn tại nó mang đậm chất quê hương luôn mọi người à. Hồi đó có về Long An nhà thằng bạn thời sinh viên á cũng đi rồi. Chỗ ghê vậy. Rất thổ cái chích bà luôn. Đó, thì em đang đi bắt ổ ong nha anh em. Tại lên nó mới đi em nói có ghê quá. Dạ chào cô ạ. Dạ hello cô nha. Rồi bắt ổ ong anh em nó nói phát hiện một ổ ong. Thì mình đi mình quay lại cho cô chú anh chị xem giải trí nha. Ong ruồi, nghe nói là ổ ong ruồi. Đó. Đó. Cảnh quê rất yên bình luôn mọi người. Đó, chuẩn bị lên đồi núi nha anh em. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều nha mọi người. Giờ là 5 giờ chiều. Thì mấy đứa em này cũng là anh em chơi chung đi Thái Lan mấy bữa trước á. Đó, lấy một ong về bán rồi chia ra anh em người ít cuộc sống mà. Đó, tìm bốn người. Rồi, chiều leo leo đồi tập thể dục luôn mọi người à, căng cơ đùi. Chúng ta chỉ nhìn xuống phía dưới thấp ngắm cảnh nha. Cảnh rất đẹp luôn mọi người. Đồi núi nè, đồng ruộng nước nè. Đó, xa xa là nhà núi. Em kia cũng đang check in buổi chiều hoàng hôn rất đẹp nha anh em. Rồi tụi em sẽ hái những cái cây khô này để đốt làm khói nha. Đốt làm khói. Anh thấy rồi, phát hiện một ổ ong ruồi đây. Ồ, ngược sáng không? Đây một ổ ong ruồi nha anh em. Nó ngược sáng quá. Đó, đó, đây thấy nè, thấy nè. Em xin phép chỉ tay nha. Đó. Là nguyên một ổ ong ruồi nha mọi người. Đó, nguyên một ổ ong ruồi nha. Hôm nay là thứ năm, ngày 6 tháng 7, 2023. Giờ là cỡ 5 giờ 20. Đó, đây ổ ong nha. Đó. Để em đang bứt lá cây. Ủa, cái chùm cây khô nữa đâu? Chánh. À, chùm cây khô bạn áo đỏ đang cầm là để mình cột lại mấy cái lá màu xanh tươi vô để tạo khói, khói cho nhiều đó. Tạo khói cho nhiều. Chứ nếu mà củi khô thì nhanh tàn lắm. Rồi, bật lửa luôn em. Ủa ong nha mọi người. À, khói nghi ngút nha anh em. Hai bla này họ đã sợ. Sao bay luôn. Sao nó bay? Không hiểu. Anh không hiểu. Sao bay lại gì chú? Sao bay lại gì? Không biết hả? Em không biết. Chào. Hay là mấy cơm tà luôn. Cơm tà là chồng chích không? À, dịch ra chồng chích à. Anh đón tình huống. Chánh à, anh đón tình huống, em nói anh đón tình huống là chích. Tạm dịch. Đó, chuẩn bị lại nha. Hai luôn. Mà nào ủa to chứ mà xin già rồi không biết nhọc mặt nhiều ít nè. Mặt nhiều. Nhiều hả? Ủa quá to luôn. Ong ruồi nha mọi người. To luôn. Pa ca pa than than này nè. Nè. Nè, pa ca pa than này. Đó. Bọn sợ tệ quá. Thì bài chạy bọn. Sợ vô vậy. Ong bay mọi người. Đó. Rồi ha, có cả bẻ với đâu hồ, gì hồ. Các bạn quay cận cảnh nha, thì hy sinh
mấy mũi thì không sao nha, chấp nhận đau thương. để cho tất cả mọi người xem toàn cảnh tuyệt vời nhất full HD luôn. Sao ông nó đổ nó bay quá trời luôn, khét bên người luôn mọi người à. Rồi mấy con dưới nè, em cắt hoài cắt vô từ từ nó mới ăn lận, cái nhánh to kéo ngàm không hỏi không hết. Em cắt rã từ từ, cái nhánh to kéo nó ngàm không hết đâu. Cắt lớp vỏ từ từ vô độ à. Ô, đã cắt thành công nha anh em. Mày cỏ đây là ổ ong từ thiên nhiên rừng nha. Đó, em mà nói rõ từng chi tiết một nha. Chứ không biết bác vô nói này nó nọ mệt lắm. Rồi chuyển cái từ xuống luôn. Quá đẹp nha anh em. Quá chất lượng nha. Một quả rất uy tín nha mọi người. Giờ này cỡ 5 rưỡi chiều rồi đó. Wow, tuyệt vời. Ok này. Rồi VIP nha anh em. Anh em nào sợ thì đừng tới gần nha. Em thì tới gần luôn, chấp nhận hy sinh. Ông đường nha anh em. Cầm như quốc cầm nha. Thì cái phần này tụi em sẽ bỏ nha. Là không có lấy mật, mình lấy mật phần trên nha. Đó, mình lấy mật phần trên. Cái này mình về mình làm ẩm thực là mình bóp lấy nước để chiên trứng được đúng không? Đó, theo anh biết là vậy. cầm. Cái phần này là mình cái phần này mọi người nè. Đó, cái phần này giờ mình vắt ra lấy nước này mình chiên trứng ăn cơm rất là béo luôn, hoặc là ngâm rượu. Ngâm rượu cái tàn ong đó là cũng mấy anh em nhậu ok lắm. Đó, bây giờ mình vũ nha. Biết nhậu đâu nhậu. Khói. Khói. Biết nhậu đâu nhậu ha. Em nhỏ. Rồi. Đó, bố về, bên đi bố. Đây, mình tụi này fly đi. Mình sợ hả? Chương khói mờ nhân ảnh. Rồi, toàn cảnh cho anh em luôn nè. Gỗ nhìn con nó sợ ta có ôi trời hiểu gì cho để em xin thắng chứ em dịch mà thôi dùng nhá ít hợp mà à, quá đẹp anh em, vàng quá đẹp luôn, vàng nghệ luôn. Cái đi chế mấy cái lâm thanh để chứ khói quá khói khói quá lẹ đi ạ, để con lọt trong phá cỏ mấy sao lũng lỗ à, tập ba không còn chứ nào, chia miếng bánh ra. Cầm miếng bánh đi về ăn chứ này hả? Được mà. Được mà ăn ngon lắm á. Này kem mình lụm đâu đổ. À biết chân kem chân chứ. Lụm như cuộc nửa trơn chị. Hình thiếu nha kêu này. Cái đó bự ạ. Cái gì chứ cái đó này. Đây, quá đẹp mà. Rồi xuống núi luôn em. Xong xuống núi. Chánh cầm này không? Cầm này về. Không chết đâu. Thành độ. Quá đẹp luôn nha anh em. Rồi, lấy vô xuống núi nha anh em. Rồi, về nhà em quay tiếp cho mọi người coi cảnh bắt một ong nha. Đó. Nào bắt từ những ổ này trong cái thố bắt hồi sáng. Đó. Nguyên chất 100% nha anh em. Uy tín là trên hết nha. Ở đây là cảnh tụi em cắt mật ong nha mọi người. Chưa. Dắt rồi hả anh? Em cần về, tại khách này cũng cần trực tiếp vậy luôn. Anh thông cảm. Vậy nó là không có cách nào bàn cãi nữa. Tại nó thị phi quá, anh uy tín lắm anh ạ. Vậy là cái ổ là em mới bắt trên núi xuống nha mọi người. Còn trong đây là bắt ngày hôm nay nha. Đó, trong đây là bắt ngày hôm nay nè. Đó, chứ mình dắt chung với này luôn. Cái này là dùng dao để cắt ra, là tí nữa tụi em chỉ có bao tay nha, đang đi mua bao tay về để bóp ra nha, chứ không phải dùng tay không nha mọi người.
Đó, phải nói rõ ràng từ đầu chứ mọi người không biết, tưởng tụi em không đi ô tay nó không mấy mọi người vô nói. Mọi người không có dám uống nữa. Rồi bệnh sida giai đoạn cuối. Bao tay thì đang ra tập hóa mua rồi mọi người. Tóc này. Mật rất ngon nha anh em. Đó, cái cây mới hái trên ngày nãy em quay đó. Lì. Ken luôn vậy. Mấp đi. Đó, liếm này. Tuyệt vời luôn. Chờ bao tay ha. Đó. Bao tay mình bóp máy này ra lại chạy xuống đây nha mọi người, tại có lớp lược này nha. Đó. Ok, mọi người yên tâm về chất lượng nha. Mình làm không làm thì thôi chứ làm phải đến nơi đến chốn và uy tín mọi người. Hết mặt con tay sao? Thì em chỉ chờ bao tay về, cái này chỉ để im nha, không đụng tới nha, là em chỉ chờ bao tay về thì em chỉ bóp nha. Chị dắt nha. Lại kết hợp dưới này luôn nè. Rồi, đây là bao tay. À, em cầm bao tay đi. Còn kêu gắn chắc là do đi gần nãy đứt. Sao bao tay này xuống? Đứt dép mọi người. Đứt đầu dép luôn. Phải mua kêu gắn chắc để dán dép nè. Đó, đứt luôn. Nãy đi chịu cục đá. Đó, giờ đi bao tay vô để vệ sinh an toàn thực phẩm nha mọi người. Không có bao tay bác sĩ này. Nhiễm nắng sợ bác sĩ đá. Không có bao tay bác sĩ ha. Không. Ok, cái này cũng được. Bao tay bác sĩ dự vào y tế. Ngồi đây nó mịn hơn này nữa. Nó khét da mình hơn. Nhìn tóc nhằm cái gì vậy? Bánh cà đỏ rắn rụt cà sờ. Ô, bánh cà tao chắc phải ha chắc. Ghê, cái nào anh sao đây? Đó, mặt chảy nha anh em. Chúng con chắc đẹp rồi. Đó, đây là cảnh hiện trường thực tế nha mọi người, chứ không phải thấy nha, tại bọn ông nó giả mạo nhiều lắm mọi người à, không phải giỡn đâu, nên phải rõ ràng. Bán chi ra anh em không bao nhiêu hết, nhưng mà bị nói này nói nọ đau đầu lắm mọi người à, nên mình phải đàng hoàng rõ ràng uy tín. Đừng có cố những giọt cuối cùng. Cái này cũng hoa lạc. Cái này gà sẽ ăn vậy nè hả? Người ta làm mới lấy thì luôn anh à, cái ổ này, con này là lúc sáng, cái này chiên trứng ăn béo lắm nè, nhặt lấy nước á nè, lấy nước ăn béo đã, như nó què, mở nắp ra, có nồng chằng chằng, nó nói sao, đeo thùng bay, giao, mở nắp ra chứ mà, giờ bắt nó vẹo rồi liền, này cũng hơi clip hơi dài á. Tại nó nhiều nè, không phải chấp nhận không? Nào đi tăng răng dẹp ai cắt đai cắt. Sao nó đứa cua nha? Chị tư vi. Chị tư vi. Em ăn vô cúp luôn. Hôm bữa Thái Lan này nè. Ôi này dưới hiền. Ê, khuôn mặt hoàn về nè. Còn dưới đó, ủa nãy thằng nào đi xuống hỏi nó nói sao? Tránh vui hơn vui đi. Thì bà không biết làm không làm dạ. Một con cắt luôn. Rồi mà nó bắt hôm qua nó bắt hôm rồi sân tay. Lúc cắt em cắt cho nhanh chút nha. Cho tiết kiệm thời gian, chở lâu quá mọi người nó hơi lâu. Nhưng mà video cái khúc mà dắt như vậy là không tắt video nha, để quay từ đầu đến đuôi luôn. Coi đồ lòng pom tam ngọ cái đầu. Con sao mình mặn. Giờ pom lại bóng mình hở rồi. Giờ pom bóng có đồ nó pa nên mua nên đây. Làm cái tốc năm này rồi. Cái bóng đuồng mặt quá tư đã lên em, không? Đó. Rồi chân căng nó to rẻ rồi kìa. Đừng đi cái dầu. Quê. Quê cạn lại ra. Ra rồi bé. Đi cho pha lên đài. Rồi nè. Có đè xin đè đi dạ. Mà chắc ơ bóng lèm. À dạ không cạo cho rồi xoay anh ơi. Chết cười. Quá đã luôn, mặt quá tư nha. Ngày nay mình bóp lần không? Cho nó hết, cho nó chóng giải. Chứ nó nhiều quá bóp không ấy. Rồi, bóp lần hai nha anh em. Bánh cà. Chứ kê, cho tôi thà thì kéo lên. Em lấy tay ra, em lấy tay ra. Bánh cà càng. Không, em cầm ngón tay ra, ngón tay cầm dành sau đựng trong.
Đó, quay xa tới để thấy tổng tổng cảnh luôn. Đây nè anh em, nguyên chất nha anh em. Ngâm rượu, để lại ngâm rượu. Lại cái tàn ông ấy nè. Mà ngâm biết có. Mà thử uống xị mà ngâm này vô cho uống lít thôi. Chơi nữa. Say luôn. Này bạn có ké luôn. Chào rồi. Cái này hay lắm nha, mình mà ngâm rượu là nó nặng càng rượu. Mình mua rượu bán vậy thôi nha. Gì đó vẫn ba năm tăng độ lên không? Tăng cái độ giá cho mấy có ga. Trong mặt có ga mà, nó tăng độ lên nên tăng độ lên. Rượu thành ra rượu nặng hơn. Cái nhau giờ này ha có bạn bà đi nha. Trong cỡ cũng quá là cùng xâm cũng. Ờ bằng quạt à có đây. Bằng quạt. Chả có Ly. Đập lạc vô ngõ cho cậu mẹ chép lẹ đi. Đây ai con kỳ đây ra sàn chút, ai con kỳ ra. Đó. Chủ nhà. Chủ nhà. Đó. Thì nó cũng không có xong mà chờ người ta nói. Đi. Hỗ trợ cầm em. Hỗ trợ cầm cho em. Ăn xe nó khó chịu. Rồi đưa cái đó ta ăn phải ngọt không hả? Chắc là quen cáo nó ngọt lắm nè coi. Ngọt lắm, cho còn không một ăn to không được. Không tự đưa luôn á. Ngọt một không một không hả? Tóm lên coi nha, tóm lên ăn luôn. Nếu mà chờ không kịp thời gian á tại đi. Chạy giao cho bà chị á trên ngọt, Thuận Minh nó khác. Nếu mà kịp thời gian thì chị ăn luôn. Đồ của này bự nè. Mực tươi. Mực Việt Nam quá đẹp nha anh em. Giờ rung nồng nó cái giờ này. Thành Thuận Nam nha anh em, Bình Thuận 86 máy đỉnh à. Máy đỉnh. Cảm ơn anh em, máy đỉnh 86 máy đỉnh. À. Anh em mới đến liếc lần này. Phương đang rừng máy đỉnh. Hôm bữa Hải Lan mắc mưa luôn. Còn hai cây to quá. Ly. Ly. Ly là mình dịch ra là bỏ nha anh em. Không biết chú không nữa, không biết chú hay không nữa. Không hả chú? Đúng rồi. Ly là bỏ. À, dạ nói đúng à? Phần anh đón tình huống thôi à chứ đâu biết đâu. đón tình huống à. Chó xe mà xuống. Chưa là. Chú cục về đồ hồ. Cô lắm hồ. Dạ đúng rồi. Bạn là tiền bánh đồng hả? Chú cho nó quay được nữa. Lúc rồi. Rồi cái mật trong đây như lúc mà biết video em có nói là cái này nó tự chảy ra nha mọi người. Trong này tự chảy ra nha. Đó, lúc mình vận chuyển á là mình bỏ vô là nó ép nhau nó tự chảy nha. Rồi bóp này là mỉa thứ ba nè, bóp lần thứ ba nè. Đập bằng cái cào đi mà còn ra nó bị. Tôi em thấy bên nữa. Thì đây là cái cách tụi em quát mật ong nha. Thì có thể mọi người hay những gia đình khác hay là những bạn bè khác hay những thợ rừng đi lấy ong khác á, thì có cách nào người dắt khác thì cái đó em không biết nha. Chứ tụi em chỉ dắt cách bình thường vậy thôi à. Mong mọi người cũng đừng có chê hay nói gì nha. Tụi em thì chỉ dắt vậy được vậy thôi. Nếu chê mọi người cứ đi tìm ô nào bắt đi. Chứ tụi em không có cái gì mà hiện đại hay là máy móc gì hết đó. Em phải nói cho mọi người hiểu rõ từng tận chi tiết như vậy. Dạ bỏ đây. Anh đi ngồi chờ ông tới mà đặt. Dạ. Mình cho mình ai thì có cà cho nó cà. Đi thùng minh ít bắt lắm. SDS. Tông cầm như muốn lửa luôn, như muốn thắt. Đưa dao anh cầm. Cất dao đúng không? Đâu xài đâu đúng không? Em đổ luôn, em cầm vô luôn. Đổ, cầm luôn, cầm đổ vô quá à. À nó còn tàn phải không? À để mình bóp. Mình đeo vào tay mà. Rồi phải đeo vào tay nhá. Không đeo là hơi mệt ta. Đi đổ tan ăn mình hàn. Đổ ra. Nồi cầm nồi chỉ hơi dài. Mấy ông kẻ đó sao phải lấy ra luôn cũng được.
chạy ra ngoài, cái tay con quắt chạy ra ngoài. Cái tay em chạy ra ngoài kìa, nó uổng ông. Quốc người ta ăn trăm ngàn người ta chứ. Chia đều ăn đồng chia đều mà. Bỏ em cam đục ngộ. Văn tàm. À, em nướng cái tay ra. Vừa cho nó đào một son này ăn đổ luôn á. Thì vợ cái tâm cái này ngon bà cố luôn chứ. Thì sao mình ăn đó cho uống cái cà nữa, cái chuyện đưa chấm mì. Cái bó hình, cái bó hình này ta. Ừ. Bó hình này chứ không ăn hả to không chai ta, hả to băng mỏ hình chai. Còn cái này mình em dùng lược hứng, dùng lược để mình ấy lọc lọc luôn. Chở mấy tàn ông nó nhỏ nhỏ rớt vô. Thôi tí nữa trong đây mình đổ ra chai mình lọc lần nữa. Có chai sao vậy mà. Trong cấp chi anh có đổ ôi, trong cấp chi anh có chi anh có biết mở không em đang mở em dặn qua bên trái á dặn qua bên trái á rồi có cái chai nước ngọt lít chữ bóp ra rồi to em đổ cái này cho chảy xuống là dừa nè quá đó cái này nó chấm nó không có vướng mặt cạn á. Nghiêng 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 cái ca rầu nó đổ. À, gần gần đây cái đổ nha. Không, của cái này gần đây nè. Nghe to to mà. Trời đất bỏ vô chai rồi lọc tay ra. Mở, ai ra mở cốp đi, mở cốp giùm. Nghe khoa cái đi. Thì khó nè. Trời. Ra đứng đó luôn. Rồi gần gần đây để mình đổ vô chai. Ở đây hoàn toàn dịch. Bữa nào em ăn cái đó mà dắt có em á đâu. Có cầm cục, có cầm. Ừ. Anh gần đây không? Anh nó dắt rồi, nó dắt rồi. Ê, nó bữa nào mà có. Có như vậy nè. Có như vậy nè. Đâu ăn anh lôi. Đúng rồi, đó chai trong cốc anh nè. À. Chai xanh rồi, không còn phải rửa lại. Rau quặng bè. Rau quặng. Nó stack. Có cái xỉu không? Quên. Tắt. À các làm xỉu mà. Nè, thắt đi, nè, thắt. Cái mượn cái quặng. Xong đi. Xong đồ đi. Cái đó sao được hai cái miệng bằng nhau. Bằng nhau rồi, nó bằng nhau rồi. Được, bằng nhau mà. Được. Hai cái miệng bằng nhau sao được. Mượn nghe nha. Quặng đông rượu đi. Ồ, dớt cả. Nhai nam ngạo. Bằng bằng trong cái trên nhà này. Chén à, em chén qua không? Có cần chén qua lại không? Không. Rồi lấy cái lược. Cái lược đi. Dạ. Khỏi đi. Không, cho sạch cái không quắt cầm, bao tay. Đó, cho nó khỏi nhúng xuống, em dùng cái tay em chọt cho nó cái độ xuống á, cho nó chứa. À đừng hai một cái thôi. Một cái không, hai cái lâu lắm. Hai cái chạy chừng nào. Tao tấu luôn á. Video lâu nữa. Cái ông kia luôn. Mà em chọt xuống cho có độ nhuyễn. Một cái thôi, một lớp thôi. Đó. Cầm cái tay thằng Vui cầm cái kia cho nó khỏi tổng. Em cầm bao tay ngồi. Em chạy cho anh qua cái. Đúng vậy, đúng vậy. Đó đúng rồi đó, ok đó. Rồi mặc kệ nha anh em. Nãy lọc trên đây rồi. Bây giờ mình lọc thêm lớp này nữa cho khỏi tàn ong nhỏ, tàn mật rồi đó, như những này nè. Đó, cho khỏi rớt vào chai này. Đó. Này lúc xuống là bột đen tạo bột nha. Tí nữa chỉ đỡ hơn, đỡ bột hơn chút nha. Và bột nổi lên trên. Đồng cảnh nha. Đây là toàn cảnh nha anh em. Đây là được. Bi này. Ừ, cái này chắc hơn lít rưỡi rồi. Ủa? Không có 2 lít rưỡi. Trong kia còn ít mà, phải không? Lít rưỡi đủ chai, còn chai nữa không? Chai sao xì ở chánh, em tìm chai thêm chai. Để nếu có thiếu mình có chai mình làm liền. Khẩn trương tìm chai để cho kịp. Video sợ dài quá. Chai không, mọi người nói lâu rồi. Làm cái lôi, làm chồng. Dạ. Rồi chắc không, như đây chắc đủ á. Còn khổ kia chắc tới đại kéo luôn lúa kìa. Không, nhưng mà này lấy cỡ lít rưỡi dao trước quá ha, còn kia ít để lại ha, được mà, đúng không? Quá. Lên lót cái này. Coi. Đâu, bên này còn cái xì á. Sao rồi? Cái đó chỉ hơn này, cái khổ không, cái khổ không này. Bỏ vô đây ha. Không có đục cả. Lấy luôn xong. Lấy cái tay. Thêm thêm miếng này cho đầy luôn. Rồi. Rồi em đổ này vô đây luôn đây. Đổ này vô đây. Để cho nó lắp đầy cái khoảng không kia là lít trữ. Để giao khách trong buổi tối ngày hôm nay luôn. Anh chạy giao luôn. Như đây nhiều hơn kia đó ha. Dường chút. Không đủ mọc. Ừ cái chai không này đâu ta. Chai không nước á.
Cái tên được. Tên tên đấy. Không, cái này còn dư anh à, còn dư. Còn dư mình bỏ một thùng nó để lại. Dạ để lại, lấy đây trước nha quá, mình lấy rửa thôi. Không còn, không còn lấy chai nữa. Bịch lớn này lại. Bữa nào đổ vô có không cái dao chai được đâu. Đúng đúng rồi, ít quá. Dạ đúng rồi, lấy như này trước. Rồi khỏi lọc nữa, khỏi lọc. Lọc rồi. Chi có được có. Ừ. Lọc rồi. Phần này bị. Lấy chai ra. Lấy em lấy. Ê nó ngã. Để anh dịnh cho. Mấy cái gì vậy? Tâm ra. Dạ. Đâu. Bỏ đây thì gà thì bắt tóc, Vừa thôi, nó có gà đó. Nó có gà, nó vừa thôi. Dặn nắp lại, rồi. Nó không có được dây cái đó. Nổ thì cái chứ. Rồi, đây là một chai thành phẩm nha anh em. Đây, tới mức này nha. Đó, giờ em chỉ giao cho người khách trên ở cách em cỡ 20 cây số, hơn 20 cây. Rồi đây nha anh chị, đây cũng là cái mẻ đầu tiên em với chị giao lưu nha. Đó, như giờ clip là không cắt ghép nha. Thì em chỉ sau đi em tắt clip này, em chỉ đi giao cho chị này luôn nè. Đó. Dạ rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hơi lâu nhưng mà chất lượng nha mọi người. Mọi người mà có mua mật ong thì liên hệ cho Hương Lan Rừng nha. Bao chất lượng uy tín nha. Thank you mọi người rất nhiều ạ.